Các em thân mến, bây giờ đã là tháng 2 rồi. Từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ thấy gì? Thời gian trôi đi rất nhanh. Tại vì thời gian từ tháng 2 cho đến tháng 7 để chúng ta thi đại học là chúng ta có rất nhiều công việc và lúc đấy tâm lý chúng ta rất là lo lắng. Vậy thì khi chúng ta có bất kỳ một thắc mắc hay cần trao đổi gì đấy, chúng ta có thể liên hệ với trang hocmai.vn để được giải đáp. Và bắt đầu từ tháng 2 này trở đi, chúng ta đã bắt đầu làm đề rồi. Thì trên trang học mãi có rất nhiều các khóa luyện đề cũng như ôn tập về kiến thức. Còn bây giờ thầy sẽ song hành cùng các em. Ta đi vào phần chữa đề thi tháng 2 và thầy sẽ chữa đề số 6. Ta bắt đầu vào đề thi. Thì trong đề thi có rất nhiều câu, nhưng tập trung lại thì thầy sẽ chữa 3 câu cuối, đấy là câu 7, câu 8 và câu 9. Chúng ta bắt đầu đi vào câu số 7. Bắt đầu chúng ta sẽ đi vào câu số 7. Câu số 7 như sau: so hình thang cân ABCD có diện tích ABCD bằng 45/2. Phương trình CD là x trừ 3y trừ 3 bằng 0. Đề bài cho AC vuông góc với BD. Ta chú ý nhé. Hình thang cân mà có AC vuông góc với BD, tức là hai đường chéo vuông góc với nhau, thì đấy là một cái dạng bài toán, được chưa? Và súng vuông góc thì cắt nhau tại y có tọa độ 2, 3. Đề bài yêu cầu viết phương trình BC, biết rằng XC lớn hơn 0. Tất nhiên chúng ta biết rằng cái dữ kiện XC lớn 0 là dữ kiện để loại bớt nghiệm hoặc là để lấy bộ nghiệm duy nhất. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết bài toán này như thế nào? Thứ nhất là về việc vẽ hình, chúng ta chú ý này. Hình thang cân A có AC vuông góc với BD. Thì thầy sẽ vẽ AC vuông góc với BD trước. Đây, để phân tích bài toán một chút chúng ta chú ý nhé. Chúng ta lấy hai đường thẳng vuông góc với nhau tại Y. Đây là điểm Y. Thế thì bây giờ chúng ta muốn lập nó ra hình thang cân thì chúng ta phải làm thế nào? Thế đây chúng ta xem này. Thì chúng ta chú ý nha, nếu thầy có hình thang cân này, ABCD chẳng hạn, có Y này, là giao hai đường chéo. Vậy chúng ta thấy là gì? Đường phân giác của góc Y chính là trung trực của AB và CD. Có nghĩa là bây giờ chúng ta có hai đường AC và BD rồi, thì chúng ta chỉ lấy cái đường phân giác của góc Y này, thì sau đó chúng ta lấy cạnh AB sẽ là gì đấy, vuông góc với cái đường phân giác góc Y này, CD song song với AB, thì chúng ta sẽ được hình thang cân. Thế bây giờ cũng từ đó chúng ta có này, có hai đường rồi đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta cứ lấy một cái đường thẳng mà vuông góc với phần giác góc Y. Đây, cứ vuông góc với phần giác góc Y thì chúng ta sẽ tạo ra vô số hình thang cân ABCD mà có hai đường chéo ACBD vuông góc với nhau.
A, B, C, D. Ta chú ý nhá, cứ mỗi một cái việc thầy lấy đường cắt thì nó lại tạo ra một hình thang mới. Đây, cho cắt, cắt thì lại tạo ra A, B, C, D mới. Thế bây giờ chúng ta cần vẽ thêm dữ kiện để định vị cái hình thang A, B, C, D này là duy nhất. Vậy thì chúng ta thấy là đề bài còn cho mình thêm dữ kiện, đó là diện tích A, B, C, D bằng 45/2. Vậy thì đấy, giả thiết này này có cố định được hình thang của mình hay không? Ta có CD là nằm trên cái đường x trừ 3 y trừ 3 bằng 0, có nghĩa là mình có cái đường đi qua CD làm nền trước rồi. Thế bây giờ chúng ta phân tích thêm nhé. Thầy đặt N là trung điểm AB, M là trung điểm CD. Vậy thì nếu chúng ta định vị được, ta có y rồi này, ta định vị được cái đường, định vị được đoạn IN và đoạn IM thì chúng ta sẽ thấy được cái khoảng cách là gì đấy, từ y cho đến AB, và chúng ta sẽ định vị được cái đường AB. Bây giờ chúng ta chú ý nhé, đề bài cho y cho CD rồi này, vậy thì chúng ta sẽ tính được khoảng cách từ y cho đến CD, tính chính là độ dài IM rồi. Thế bây giờ chúng ta cần tính cái độ dài IN nữa là xong. Tại vì nếu biết độ dài IN này thì chúng ta chỉ việc là lập phương trình đường thẳng mà song song với CD cách y một khoảng bằng IN, và đường đấy sẽ cắt AC và BD tại hai điểm là gì? AB cần tìm. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính đoạn IN chính là mấu chốt. Thế bây giờ thầy sẽ nói cái bài toán tổng quát, tức là thầy đặt IN thì bằng N, IM thì bằng M. Ta đặt IN bằng N, IM bằng M, đây là N, M lớn 0. Ngay lập tức chúng ta sẽ tính được IM rồi. Bây giờ thầy làm trong trường hợp tổng quát nhé. Bây giờ thầy cần biểu diễn cái diện tích ABCD này này theo MN như thế nào. Thì chúng ta rất chú ý này, như lúc nãy thầy nói là cái bài toán có hình thang cân này mà lại có hai đường chéo vuông góc với nhau này thì có những điểm đặc biệt riêng của nó. Ta thấy này, tam giác DIC là tam giác vuông, mà do hình thang là cân cho nên là ID bằng IC. Vậy thì lúc đấy tam giác DIC là tam giác vuông cân, vậy thì có góc bằng 45 độ. Chúng ta rất chú ý nhé, về tính chất cái góc 45 độ này chúng ta sẽ dùng đến nó như nào. Ta chú ý này, tam giác AIB cũng tương tự như vậy, thì do nó là tam giác vuông cân nên là IN thì bằng 1/2 AB, IM bằng 1/2 CD. Vậy thì AB và CD thì hoàn toàn biểu diễn theo IN và IM. Vậy thực ra tất cả các cạnh trong hình thang ABCD đều được biểu diễn theo IN và IM, và mấu chốt của nó chính là hai dữ kiện. Bài toán cần hai dữ kiện. Ta chú ý nhé, do AC vuông góc với BD lại có là ABCD là hình thang cân, thì ta mới suy ra cái tam giác DIC và tam giác AIB, AIB là các tam giác vuông cân.
vuông cân tại y. Vuông cân tại y. Từ đây gọi n, m lần lượt là trung điểm AB và DC. Thì mình suy ra hai việc, nhất là IN bằng 1/2 AB, việc thứ hai IM bằng 1/2 CD. Đấy, mấu chốt của bài toán chính là chỗ này đây. Bây giờ đề bài cho mình cái gì thì mình sẽ biểu diễn theo cái đấy. Ở đây cho diện tích, mình biểu diễn theo diện tích. Ta chú ý nhá. Diện tích, diện tích ABCD thì bằng diện tích hình thang bằng 1/2 chiều cao, đó là NM, nhân với tổng độ dài hai đáy AB cộng với CD. Thì bây giờ chúng ta sẽ thay vào, sẽ bằng 1/2 MN chính là IM cộng IN chính là M cộng N, nhân với AB. Thì do IN thì bằng 1/2 AB, cho nên AB bằng 2N cộng với CD bằng 2M. Và dưới đây chúng ta suy ra diện tích của ABCD chính là bằng M cộng N tất cả bình. Thế bây giờ chúng ta áp dụng vào bài toán, chúng ta sẽ đi tìm các sự kiện cần thiết. Theo đề, chúng ta sẽ tính được IM. Ta có M thì bằng D từ I cho đến CD. Khoảng cách từ I đến CD, I có rồi, CD có rồi, khoảng cách này ai cũng tính được. Và chúng ta sẽ tính nó được bằng căn 10. Diện tích ABCD thì bằng 45/2. Từ đây mình suy ra, thay vào chúng ta sẽ có là 45/2 thì bằng, thì bằng M chúng ta thay bằng căn 10 cộng với N tất cả bình. Từ đây suy ra căn 10 cộng N bằng căn 45/2. Căn 45/2 này chúng ta nâng lên thành căn 90/4, và chúng ta sẽ viết được nó sẽ là căn 90/4 là 3 căn 10 trên 2. Từ đây suy ra được N, N bằng 3 căn 10 trên 2 mà trừ đi căn 10 thì được căn 10 trên 2. Ở đây chúng ta chú ý là cái chỗ căn 10 cộng N bình phương này bằng 45/2 thì do N lớn hơn 0 nên là thầy đưa ra luôn là gì đấy, lấy căn hai vế ra sẽ được N cộng căn 10 thì bằng căn 45/2. Trên đây chúng ta có N rồi, có N, vậy chúng ta có hết các yếu tố rồi này, có khoảng cách từ I đến CD rồi, có khoảng cách từ I đến AB rồi. Thì bây giờ vấn đề còn lại là rất dễ dàng, chúng ta có thể làm này. Bây giờ chúng ta đã có hết các dữ kiện rồi, đúng không? Có IN rồi, có IM rồi. Chúng ta tìm các điểm ABCD nhé.
có phương trình CD rồi này, có IM rồi, thì ngay lập tức chúng ta sẽ có IC và ID. Có nghĩa là C và D là giao của đường tròn tâm Y bán kính IC với đường thẳng CD. Chúng ta sẽ tìm được C và D. Tìm được C và D rồi thì chúng ta sẽ tìm được A và B. Tìm AB rất nhiều cách. Có sẽ tìm như sau này. Ta có IM, có IN rồi thì ngay lập tức chúng ta có tỷ số IM chia cho IN. Lúc đấy chúng ta có tỷ số IC chia cho IA. Và lúc đấy chúng ta sẽ có tỷ lệ của độ dài là gì đây? Ta sẽ biểu diễn vector CI theo vector IA được và tìm được A. Tương tự như vậy chúng ta sẽ tìm được B. Đấy là một cách. Có người muốn làm cách khác, có thể làm như sau là gì? Viết phương trình đường thẳng AB song song với CD và cách Y một khoảng bằng IN, chúng ta sẽ viết được AB. Sau đấy A và B lại là giao của đường tròn tâm Y bán kính IA với đường AB chúng ta vừa tìm được, thì chúng ta lại tìm được AB. Nhưng cách đấy nó không hay bằng cái cách là gì? Chúng ta sẽ dùng vector. Bây giờ chúng ta sẽ tìm CD trước. Ta tìm như sau. Ta có IM rồi. Tam giác IMC vuông cân tại vuông cân tại M. Nên suy ra IC bằng căn 2 lần IM. Từ đây suy ra IC bằng căn 2 nhân với IM. IM chúng ta vừa tính được. Đây chính là IM. IM bằng căn 10 nhân với căn 10 và bằng căn 20. Từ đây chúng ta suy ra CD thuộc đường tròn tâm Y bán kính IC, đường tròn đấy như sau. Tâm Y là 23, bán kính là căn 20. X trừ 2 tất cả bình cộng với Y trừ 3 tất cả bình bằng 20. Thì đặt đường tròn này một cái tên đi. Vậy C và D sẽ là giao của đường tròn C1 với đường thẳng CD. Suy ra CD sẽ bằng C1 giao với đường CD. Ta sẽ suy ra CD là nghiệm của hệ tọa độ. Hệ như sau, đó là x trừ 2 tất cả bình cộng với y trừ 3 tất cả bình bằng 20 là phương trình C1. Và phương trình thứ hai đó là phương trình CD. X trừ 3 y trừ 3 bằng 0. X trừ 3 y trừ 3 bằng 0. Từ đây chúng ta sẽ giải ra được bộ x và y. Thì việc giải chúng ta không có gì cả, thầy cho chúng ta đáp số luôn. Ta sẽ suy ra được D có tọa độ là 0 trừ 1 và C có tọa độ là 6 1. Ở đây chúng ta chú ý là XC lớn hơn 0 để cố định cái bộ CD. Vậy có C có D rồi, chúng ta sẽ tìm AB.
Thì tam giác DIC và tam giác AIB là hai tam giác đồng dạng. Theo tỷ số sẽ là IM chia cho IN. Ta có IM trên IN sẽ bằng AI trên CI bằng BI trên DI. IM trên IN thì bằng IM. IM ở đây là căn 10, IN ở đây căn 10 trên 2 sẽ bằng căn 10 chia cho căn 10 phần 2, và ở đây bằng 2. Từ đây chúng ta suy ra đó là IM bằng 2 lần IN, suy ra CI bằng 2 lần AI, DI bằng 2 lần BI. Ta suy ra vector CI bằng 2 lần vector IA, vector DI bằng 2 lần vector IB. Từ đây mình dễ dàng suy ra được tọa độ của A và tọa độ của B. Thì do yêu cầu là đề bài là viết BC nên thực ra là thầy không quan tâm đến tọa độ của A. Nhưng nếu chúng ta mà cần tìm A thì chúng ta cũng tìm được, đúng không? Suy ra B có tọa độ là 3, 5. Thế chúng ta có B rồi. BC đúng không? Chúng ta có C rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có phương trình BC. BC sẽ có phương trình là 4x cộng 3y trừ đi 27 bằng 0. Và đấy là phương trình cần tìm. Vậy thì chúng ta xem mấu chốt của bài toán này là gì? Mấu chốt của bài toán này là nó thuộc cái dạng hình thang cân có hai đường chéo vuông góc. Nên chúng ta biểu diễn tất cả các cạnh theo hai yếu tố đấy là IN và IM. Và nếu đề bài cho các dữ kiện nào đấy để chúng ta tìm được IN, IM thì gần như bài toán chúng ta sẽ được giải quyết. Ở đây chỉ định vị thêm CD hoặc là Y nữa thôi. Đấy, vậy mấu chốt ở đây là gì? Là chúng ta hiểu là gì? Cho bài toán hình thang cân có hai đường chéo vuông góc thì chúng ta sẽ quy được về theo IN và IM. Thì thông qua bài toán này thầy muốn nêu cái vấn đề mấu chốt đấy để là gì? Sau này chúng ta gặp các bài toán khác chúng ta có thể quy về bài toán cơ bản của mình. Tiếp theo chúng ta đi sang câu số 8. Câu số 8 như sau. Là một câu hệ phương trình. Phương trình thứ nhất: 2x cộng căn x bình trừ 4x cộng 8 bằng 3y cộng căn y bình cộng 4. Phương trình thứ hai: x bình trừ y bình trừ 3 nhân với 2x trừ y cộng 4. Thế thì đây là một cái câu hệ khá là truyền thống. Truyền thống là như nào? Là thường có một phương trình chứa căn và một phương trình không chứa căn. Thế thì gặp những hệ như thế này chúng ta có những cái suy nghĩ gì để phân tích bài toán? Thầy muốn nói đến phần phân tích sâu một chút. Tại vì khi chúng ta lật ra bài toán rồi thì lúc đấy chúng ta chỉ nhìn được cái lời giải lúc đấy thôi mà không biết là gì đấy. Đằng sau cái lời giải đấy thì người ta phải phân tích những gì. Thì thầy muốn chú trọng đến phần phân tích để sau này gặp các bài hệ chúng ta có các hướng trong đầu. À, chú ý này, gặp một phương trình chứa căn và một phương trình không chứa căn thì việc đầu tiên là gặp một hệ bất kỳ chúng ta xem nó có những dạng cơ bản hay không. Đó là nó có dạng đối xứng này, dạng đẳng cấp này. Nếu không có dạng đấy thì chúng ta chuyển sang suy nghĩ khác. Thì thông thường đề thi ít khi có những dạng cơ bản như vậy. Thứ hai, đây, việc đầu tiên chúng ta xem có dạng cơ bản hay không này. Tiếp theo, gặp phương trình mà không chứa căn thì chúng ta có suy nghĩ là gì? Mình có thể
phân tích cái phương trình không chứa căn này này, rút x theo y hay y theo x được không? Thì nếu gặp phương trình bậc 2 thì công việc đấy nó dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn là như thế nào? Một cách đấy là chúng ta mò mẫm để chúng ta phân tích. Phương trình không chứa căn. Thường là phân tích không phương trình không chứa căn. Thì một là mò mẫm thì chúng ta là gì đây? Tách thành nhân tử. Hai là nếu gặp phương trình bậc 2, tức là mũ là bậc 2 là cao nhất, thì chúng ta có thể tính delta theo một biến, tức là coi x là biến thì y lúc đấy là tham số và tính delta. Nếu delta mà đẹp, tức là delta là chính phương bằng một cái biểu thức bình phương, thì coi như là chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề là rút x theo y hoặc y theo x. Còn nếu không thì chúng ta buộc phải tìm cách đặt nhân tử. Đấy, thì bây giờ cái phương trình 2 này, chúng ta có thể làm được cái việc là phân tích thành nhân tử hay không? Thế thì chúng ta sẽ tính delta, và công việc tính delta thì thầy không làm nữa. Thầy đã làm rồi và nó không được. Đấy. Tức là chúng ta không được cái phương trình delta mà tạo ra bình phương của một biểu thức. Cho nên là thầy không trình bày ra đây. Chúng ta có thể thử cái bài làm ở nhà của mình. Tiếp theo. Tức là phương trình 2 chúng ta không khai thác được. Chúng ta lại xem lại phương trình 1 xem có khai thác được không. Ta sẽ quay lại phương trình trên đúng không? Quay lại căn. Phương trình chứa căn. Quay lại phương trình chứa căn thì chúng ta xem là có đặt nhân tử chung, đặt ẩn phụ được không? Thì thường là ẩn phụ. Rất nhiều hướng nhưng trong đấy có ẩn phụ. Thì thường ẩn phụ là căn hoặc một cái biểu thức gì đấy trong căn. Chúng ta thấy ở đây có hai căn, một là căn x bình trừ 4x cộng 8, một căn đấy là căn y bình cộng 4. Vậy nếu đặt, chúng ta hình dung là nếu đặt thì chúng ta phải đặt là hai cái căn, đó là A và B. A là căn thứ nhất, B là căn thứ hai. Thì hôm nay chúng ta phải làm nào để biểu diễn phương trình 2 này theo A và B? Thì chúng ta thấy này, nếu B là cái căn này thì y bình cộng 4 là B, thì chúng ta thấy là gì đấy, ở phương trình thứ hai chứa cả y. Cho nên phương trình thứ hai thực ra là chúng ta không thể viết được. Không thể viết được theo B. Tại vì nó chứa cả nhân tử y mà, trong khi căn này là gì đây? Chỉ có y bình. Thế ngoài ra chúng ta sẽ có một cái đặc điểm chúng ta rất chú ý này. Đề thi đại học những năm gần đây rất hay dùng cái đặc điểm đấy. Ta rất chú ý nhá. Đó là x, y mà tách rời nhau, tức là không có việc x nhân y. Và thường là x và y có thể dồn sang hai bên, mỗi một bên. Ví dụ bên trái là chứa x, bên phải chứa y. Mà chỉ chứa mấy x hoặc chỉ chứa mấy y. Đấy. Thì lúc đấy chúng ta hay dùng phương pháp hàm số. Tức là x, y thể nói nôm na đó là tách rời. Thì thường dùng phương pháp hàm số. Tức là f x bằng fy. Trung hàm f nhé. Tức là những biểu thức giống nhau, chỉ khác mỗi biến, đó là x và y. Thì ở đây chúng ta nhận thấy cái bài này này, là phương trình 1 và phương trình 2 đều có thể tách rời được cái gì đúng không? Ta nhìn này, bên trái là hoàn toàn theo x, bên phải là hoàn toàn theo y. Có những bài người ta vẫn trộn lẫn, nhưng mình chuyển vế mình sẽ tách được một bên là x, một bên là y. Tương tự phương trình 2 cũng thế. Thế đấy là một cái hướng để chúng ta suy nghĩ. Bây giờ chúng ta sẽ làm nào biến được bên trái là hàm fx và bên phải là hàm fy.
Thì bây giờ thầy phân tích thêm một chút. Cái căn bậc 2 x bình trừ 4x cộng 8 thì được viết thành căn x trừ 2 tất cả bình cộng 4, thì nó tương đương với cái việc căn 4. Ở đó t là x trừ 2. Vậy chúng ta thấy là gì? À, có cái sự tương đồng giữa căn thứ nhất và căn thứ hai đều có dạng là gì đấy? T bình cộng 4. Vậy chúng ta phải biểu diễn cái phần bên ngoài nữa để làm nào cho nó giống nhau là xong. Thế bây giờ đang có cái việc hợp khiễng giữa gì? 2x và 3y. Mấu chốt chính là chúng ta khai thác cái 3y hoặc 2x này để làm nào tạo ra biểu thức mà nó tương đồng nhau. Thế chúng ta sẽ phải khai thác cái dữ kiện thứ hai. Dữ kiện thứ hai chính là giúp chúng ta để tạo ra hai biểu thức tương đồng đây. Thế bây giờ chúng ta nhìn thấy 2x và 3y, chúng ta dựa vào cái gì trước? Chúng ta thấy ngay là à, cái phương trình thứ hai này nếu nhân bung 3 vào bên trong thì sẽ có 3y. Và ý tưởng đầu tiên là gì? Chúng ta sẽ biểu diễn 3y này theo cái biểu thức theo x và y. Thì chúng ta sẽ nháp sang bên ngoài một chút. Chúng ta thấy này, từ 2 này thì tương đương với việc là 3y bằng x bình trừ y bình trừ x bình cộng y bình. Đấy, thầy nhân 3 vào, âm 3 vào mà. Trừ x bình cộng y bình cộng với 6x trừ 4. Thế bây giờ thầy sẽ thay cái 3y này này vào 1 nhá. Ra được này. Thay vào 1 này. Là 2x cộng với căn x trừ 2 tất cả bình cộng 4 bằng 3y thì thay bằng trừ x bình cộng y bình cộng 6x trừ 4 cộng với căn y bình cộng 4. Tư tưởng của mình là gì? Mình đang muốn tách một bên là x, một bên là y, đúng không? Ta chuyển hết x sang bên trái, y để ở bên phải. Ta sẽ được tương đương với chuyển x sang này sẽ là x bình. Ở đây 6x với 2x thì còn trừ 4x này. 4 chuyển sang chúng ta sẽ được là cộng 4, sẽ được là x trừ 2 tất cả bình cộng với căn x trừ 2 tất cả bình cộng 4 bằng y bình cộng với căn y bình cộng 4. Rồi, đến đây chính là mấu chốt vấn đề đã xong. Một bên chứa x, một bên chứa y, và đây là hai biểu thức tương đồng với nhau, với các biến là x trừ 2 và một biến là y. Đây, mấu chốt là ở đây nhé. Thì sau khi đến đây rồi, chúng ta sẽ có hai cách làm, và thầy sẽ trình bày hai cách đấy như sau. Ta đi vào bài làm. Ở đây là bước phân tích. Thầy sẽ đi vào cách 1, cách 2 thì đều dựa trên cái phân tích này. Ta có này, hệ tương đương. Thầy đặt là hệ sao đi. Sao tương đương với 3y thì bằng trừ x bình cộng y bình cộng 6x trừ 4. Thay vào trên chúng ta sẽ được là x trừ 2 tất cả bình cộng với căn x trừ 2 tất cả bình cộng 4 bằng y bình cộng căn y bình cộng 4. Thế thì bây giờ thầy sẽ trình bày cách thứ nhất. Ta đi vào cách 1. Thầy sẽ dùng phương pháp hàm số. Thầy mới đặt ft bằng t bình cộng với căn t bình cộng 4. Thầy muốn khai thác cái hàm này xem bảng Methyl nó như thế nào. Ta có này, suy ra f phẩy t sẽ bằng 2t cộng với căn t bình cộng 4, đạo hàm sẽ là được 2t chia cho 2 căn.
thì rút cho 2 đi, chúng ta sẽ được T chia cho căn T bình cộng 4. Cho F phải T bằng 0. Ở đây tập xác định là T thuộc R, được chưa? Chúng ta suy ra bảng biến thiên. F phải T. F T. Ở đây f(t) bằng 0 thì mình có tương đương với t nhân với 2 cộng với 1 trên căn t bình cộng 4 bằng 0 thì tương đương với t bằng 0 nhé. Tại vì biểu thức trong căn là biểu thức luôn dương. À, biểu thức trong ngoặc là biểu thức luôn dương. Ta có t dương thì f(t) dương, âm thì f(âm). Tại t bằng 0 thì ở đây bằng 2. T bằng âm vô cùng thì ft bằng dương vô cùng. Đến đây chúng ta sẽ có là gì đây? Cái phương trình thể đặt là 3 đây. Thì phương trình 3 sẽ tương đương với việc là f của x trừ 2 thì bằng fi, đúng không? F của x trừ 2 bằng fi. Thế chúng ta thấy này, cứ mỗi một giá trị, tức là chúng ta có một đường song song với trục ox nhá. Đây, nếu về mặt đồ thị này, anh dùng đồ thị có dạng như vậy. Thì đồ thị này là ta sẽ là nó đối xứng qua có cái trục OI. Mỗi một giá trị của F thì sẽ tương đương với hai giá trị của T. Đây, ta chú ý này, nếu mỗi một giá trị của f nhá, cho f t bằng m thì chúng ta sẽ có hai giá trị của t, đấy là cộng trừ alpha nào đấy. Cho nên là fx trừ 2 bằng fi, và từ bảng biến thiên của ft ta mới suy ra là hoặc, tức là ứng với mỗi một giá trị của ft bằng m này thì sẽ có hai giá trị, hoặc là nó bằng a, hoặc đây là trừ a, hoặc đây là gì đây, là bằng a, tức là hai giá trị fx trừ 2 bằng fi mà bằng nhau thì x trừ 2 bằng y hoặc x trừ 2 bằng trừ y. Ở đây chúng ta có thể chú ý thêm ft là hàm chẵn đấy nhé, là hàm chẵn. Đấy, thì bây giờ có x trừ 2 bằng y và x trừ 2 bằng trừ y thì chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp 1, x trừ 2 bằng y. X trừ 2 bằng y thì quá dễ dàng rồi, chúng ta thay vào phương trình 2 thôi. Thay vào 2. Thì việc giải phương trình là không có gì khó khăn, thầy dành cho lớp, và chúng ta sẽ được là y bằng 4, x bằng 6. Trong
Trường hợp 2, x trừ 2 thì bằng trừ y. Cũng thay vào 2, chúng ta suy ra y bằng 4/5 và x bằng 6/5. Không có điều kiện gì, chúng ta sẽ không loại nghiệm nào hết. Và đây chính là nghiệm của hệ. Vậy chúng ta chú ý này, mấu chốt bài toán ở đây là gì? Ta chú ý lại nhé. Khi thầy thấy bài toán thì với các suy nghĩ như trên, được chưa? Ta đang đến cái chỗ là gì? Để x, y tách rời nhau. Thì chúng ta sẽ tách để một bên chứa x và một bên chứa y. Còn bằng cách nào đấy thì mỗi bài toán có một đặc trưng riêng. Còn tư tưởng chung nó là như vậy. Thế sau khi đưa ra như vậy rồi, chúng ta thấy hai cái hàm tương đồng nhau. Hai hàm tương đồng nhau. Thì chúng ta sẽ đặt ft đại diện cho hai cái hàm tương đồng đó. Thì có hai, thường là có hai cái kiểu hàm ft. Một là với một số điều kiện nào đấy của t thì ft luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến. Lúc đấy có fx bằng fy thì dẫn đến x bằng y. Một cái thứ hai đó là hàm ft là hàm chẵn. Đây, đặc trưng của nó là hàm chẵn và gì đấy, nó sẽ đối xứng qua trục OY. Thì chúng ta từ bảng biến thiên này chúng ta thấy này, là ứng với mỗi một giá trị m nào đấy của ft thì nó sẽ có hai giá trị là gì, trái giống nhau, đối nhau qua cái trục OY. Thì khi đó fa bằng fb sẽ tương đương với hoặc a bằng b hoặc a bằng trừ b, và chúng ta có x trừ y x trừ 2 bằng y hoặc x trừ 2 bằng trừ y. Thì sau đó thì vấn đề còn lại là khá đơn giản, chúng ta sẽ thay vào phương trình nào mà tốt nhất. Ở đây chúng ta sẽ thay vào phương trình 2 và chúng ta được nghiệm. Vậy chúng ta qua hai công đoạn. Công đoạn thứ nhất đó là tách để tạo ra hàm tương đồng. Công đoạn thứ hai đó là xét đặc trưng của cái hàm tương đồng đấy, để từ đây chúng ta giải quyết bài toán. Thì sau cách thứ nhất, bây giờ chúng ta đi sang cách số 2, vẫn là bài 8. Thì vẫn như cách phân tích trước, thầy sẽ biến đổi hệ này tương đương với 3y bằng trừ x bình cộng y bình cộng 6x trừ 4. Và phương trình 1 sẽ biến thành x trừ 2 tất cả bình cộng với căn x trừ 2 bình cộng 4 bằng y bình cộng với căn y bình cộng 4. Bây giờ chúng ta sẽ đi khai thác cái phương trình 3 này. Thì 3 sẽ tương đương với, bây giờ nó có dạng giống nhau, thì 1 chúng ta dùng phương pháp hàm số, 2 chúng ta sẽ xét hiệu để tạo ra nhân tử chung. Thì xét hiệu chúng ta sẽ được là x trừ 2 bình trừ đi y bình cộng với căn x trừ 2 bình cộng 4 trừ đi căn y bình cộng 4 bằng 0. Ta sẽ có nhân tử chung là gì đây? X trừ 2 bình trừ đi y bình. Tại vì ở đây hai căn A trừ căn B chúng ta sẽ nhân liên hợp, ta sẽ được x trừ 2 bình trừ y bình cộng với nhân liên hợp, chúng ta sẽ trừ 2 biểu thức trong căn, 4 với 4 rút gọn đi, chúng ta sẽ được x trừ 2 tất cả bình trừ đi y bình chia cho căn bậc 2 x trừ 2 tất cả bình cộng 4 cộng với căn y bình cộng 4 bằng 0. Đến đây chúng ta đặt nhân tử chung. X trừ 2 bình trừ đi y bình nhân với 1 cộng với 1 trên căn
x-2 bình cộng 4 cộng với căn y bình cộng 4 bằng 0. Chúng ta dễ thấy là biểu thức bên trong cái ngoặc thứ hai này này là luôn dương, đúng không? Nên là cái tích của mình bằng 0 thì tương đương với việc là x-2 tất cả bình trừ đi y bình bằng 0, và tương đương với hoặc x-2 bằng y hoặc x-2 bằng trừ y. Và công việc còn lại chúng ta làm giống như cách 1, chúng ta sẽ được đáp số, hai bộ đáp số như ở cách 1 thầy đã làm. Ở đây chỉ khi thầy trình bày cách 2 chỉ muốn nói là gì? Ta có hai hướng, một là xét hàm số 2 là chúng ta sẽ chuyển về để đặt nhân tử chung, và khi chuyển về đối với hệ hoặc đối với phương trình chứa căn cũng thế, đặt được nhân tử chung chúng ta sẽ tìm cách chứng minh bên trong cái ngoặc thứ hai đấy nó sẽ vô nghiệm hoặc luôn âm hoặc luôn dương, hoặc với điều kiện nào cũng biến đấy thì nó không thể bằng không được. Đấy là tư tưởng chung là như vậy. Ta kết thúc cách thứ hai. Tiếp theo chúng ta đi sang câu số 9 là một câu bất đẳng thức. Thì câu bất đẳng thức này có gì đặc biệt? Ta chú ý nhé. Cho x đi lớn hơn 0, có 1 trên x cộng 1 trên y cộng 1 trên x y bằng 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của P với P bằng 3 trên y trừ 1 trên y bình trừ 3 trên y nhân x cộng 1 cộng 3x trên x trừ 1 trên x bình trừ 3 trên x nhân y cộng 1. Thế thì biểu thức này có gì đặc biệt? Đây là một dạng bất đẳng thức, không có gì khó lắm. Ta chú ý nhé. Nó nằm trong một cái dạng cơ bản, đấy là có dạng đối xứng. Chúng ta thấy gì đây? Mỗi một hàng tử theo x thì có một hàng tử tương đồng theo y. Ta thấy này, 1 trên x, 1 trên y thì đây là 1 trên x y là tương đồng x y rồi. Có p này, 3 trên y thì ở đây có 3 trên x. 1 trên trừ 1 trên y bình thì có trừ 1 trên x bình. 3 trên trừ 3 trên y nhân x cộng 1 thì có trừ 3 trên x nhân y cộng 1. Vậy nó có dạng đối xứng. Và cứ gặp dạng đối xứng thì việc đầu tiên chúng ta nghĩ đến là chúng ta sẽ biến nó theo x cộng y và x nhân y. Thế thì chúng ta khai thác bài toán kỹ hơn như sau. Từ 1 trên x cộng 1 trên y cộng 1 trên xy bằng 3, chúng ta dễ có đó là x cộng y ta quy đồng lên cộng 1 thì bằng 3xy. Thế ở đây chúng ta sẽ đặt s là x cộng y và p lấy nhân y. Nhưng để thống nhất với cái cách làm trong đáp án thì thầy sẽ đặt x cộng y bằng a và x nhân y bằng b. Ta đặt x cộng y bằng a và x nhân y bằng b. Trong nữa điều kiện của a và b chúng ta cần cái gì chúng ta sẽ lấy sau. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp. Bây giờ mục đích là gì? Đặt a b cho gọn và mình sẽ biểu diễn p theo a và b. Sau khi biểu diễn p theo a và b rồi thì lại có b, ta có a cộng với 1 thì bằng 3b. Tức là a b biểu diễn qua nhau được thì chúng ta sẽ có p là một hàm theo a hoặc b, và lúc đấy chúng ta chỉ quy về việc là gì đây, tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một cái khoảng ab nào đấy. Bây giờ ta sẽ bắt đầu tay vào làm. Ta sẽ có p này, p thì có dạng đối xứng thì việc biến đổi chúng ta sẽ không có gì, để cho chúng ta cái biểu thức luôn. P sẽ biến đổi được đó là 3xy nhân với x cộng y. Chúng ta nhớ là chúng ta có xu hướng biến đổi theo x cộng y và x nhân y nhé. Cộng với 3x cộng y bình phương trừ 6xy trên xy x cộng y cộng 1 trừ đi
x cộng y bình trừ đi 2xy chia cho x bình y bình. Vậy chúng ta thấy là gì? P đã biểu diễn theo x cộng y và x nhân y. Bây giờ chúng ta sẽ biến nó theo AB này. Sau đấy thì rút A hoặc B theo ẩn còn lại thì chúng ta sẽ có P là biểu thức theo một ẩn. Thì tư tưởng như vậy chúng ta sẽ có P bằng. Thầy biểu diễn tất cả theo B sẽ được là bằng 5B trừ 1 chia cho 4B bình. Ở đây bằng 5 trên 4B trừ đi 1 chia cho 4B bình. Và thầy đặt ở đây là đặt, chúng ta sẽ xét cái hàm này là theo một biến rồi đúng không? Ta sẽ đặt FT bằng 5 chia cho 4T trừ đi 1 trên 4T bình. Thì công việc của mình là phải tìm cái giá trị nhỏ nhất của hàm FT này với một số điều kiện nào đó của T. Bây giờ chúng ta cần điều kiện của T. Vậy điều kiện của T là gì? Ta có A cộng 1 thì bằng 3B. Chúng ta lại có là A là x cộng y, cho nên cái biểu thức bất đẳng thức quen thuộc đó là A bình thì lớn hơn bằng 4B. Ở đây AB lớn 0. Thì từ đây chúng ta suy ra A thì bằng 3B trừ 1 lớn 0. A bình lớn bằng 4B có nghĩa là 3B trừ 1 bình phương lớn bằng 4B. Ở đây AB lớn 0. Thế thì cái biểu thức cái hệ này chúng ta sẽ tương đương với ba b trừ một lớn không. Ở bước bất đẳng thức thứ hai chúng ta sẽ phân tích được thành là không có gì khó khăn, chúng ta phân tích được là 9b trừ một nhân với b trừ một lớn không bằng không, ab lớn không. Thế chúng ta thấy này, 3B trừ 1 lớn 0 thì 9B trừ 1 chắc chắn lớn 0, tại vì ở đây chúng ta còn có điều kiện là AB lớn 0. B lớn 0 thì 9B này thì mình tách thành 3B trừ 1 cộng với 6B, mà 3B trừ 1 lớn 0, B lớn 0, cho nên 9B trừ 1 là lớn hơn 0. 9B trừ 1 lớn 0 thì kéo theo cái việc là gì đây? B trừ 1 phải lớn 0. Và lúc đấy chúng ta sẽ có B lớn bằng 1. Đây, bây giờ chúng ta đã đạt điều kiện được của T rồi đây. Với T lớn bằng 1. Bây giờ FT, quay lại hàm FT, ta có F'T bằng 5 trên 4T đạo hàm trừ đi 1 trên 4T bình đạo hàm. Thì rất nhanh chóng chúng ta sẽ được đó là trừ, đó là 2 trừ 5T chia cho 4T mũ 3. Công việc đạo hàm là không có gì, thầy không muốn chúng ta mất thời gian việc đấy. Ta có luôn F'T ở đây với T lớn bằng 1. Từ đây chúng ta suy ra F'T bé hơn 0 với mọi T lớn bằng 1. Thế thì bây giờ F'T sẽ là hàm nghịch biến. Từ đây mình suy ra F'T
Do ft là hàm nghịch biến nên ft sẽ lớn hơn bằng. Ta suy ra ft do t lớn bằng 1 cho nên ft sẽ bé hơn hoặc bằng f1. Ta chú ý chỗ này là thầy viết bị nhầm nhé. Ở đây là tìm mắc. P mắc tức là tìm giá trị lớn nhất. Với mọi t lớn hơn hoặc bằng 1. Vậy thì suy ra là gì? P max bằng F1. F1 thì thay T bằng 1 vào. Thay T bằng 1 vào thì chúng ta sẽ được P sẽ bằng 1. 5/4 trừ đi 1/4 thì được 4/4 bằng 1. Tại khi T bằng 1. Vậy thì lúc đó chúng ta có là gì? Tương đương với P max bằng 1 khi T mà bằng 1, T bằng 1. Chúng ta đặt T thì ở đây là B đấy. Khi đó B bằng 1 thì là khi X nhân Y bằng 1. Đây. X nhân Y bằng 1 chúng ta kết hợp với giả thiết là x cộng y cộng 1 thì bằng 3xy. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được là x bằng y bằng 1. Vậy ta đã tìm xong giá trị lớn nhất của P. Vậy thì mấu chốt ở đây là gì? Mấu chốt ở đây là chúng ta nhìn ra biểu thức có dạng đối xứng đối với xy, và P cũng vậy là biểu thức đối xứng với xy. Thì lúc đấy chúng ta có xu hướng biến nó theo x cộng y và x nhân y, từ đó mà chúng ta đưa về hàm một biến. Đưa về hàm một biến rồi thì công việc coi như xong, chúng ta chỉ việc xét hàm thôi, cộng với việc chúng ta tìm điều kiện của biến t. Việc tìm điều kiện của biến t thì nó tùy thuộc vào điều kiện ở đề bài. Thế thì từ đây chúng ta có thể sáng tạo thêm các bất định thức mới dựa vào bài này. Tại vì chúng ta sẽ căn làm sao cho cái hàm ft này luôn lớn hơn không hoặc luôn bé hơn không với một cái giả thiết nào đấy của t. Ví dụ ta giữ nguyên ở trên thì chúng ta có là t lớn bằng 1. Vậy thì trong cái biểu thức p này, chúng ta có thể nghĩ ra rất nhiều biểu thức để làm sao cho hàm ft luôn dương hoặc gì luôn âm. Nếu hàm ft luôn dương, ft luôn đồng biến thì chúng ta sẽ tìm p min, và ft nghịch biến thì chúng ta sẽ tìm p max. Đấy là cách chúng ta sáng tạo ra các bất định thức mới. Thầy kết thúc bài toán.